Ok, xin chào các bác. Thì hôm nay ấy, là cái ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021. Thì là một ngày khá buồn của cái mảng di động của LG. Như các bác cũng biết rồi đấy, là LG đã chính thức khai tử cái mảng LG rồi. Tuy nhiên những cái mảng khác như điện gia dụng rồi TV cái thứ thì vẫn ổn nhá. Thì chắc là anh em mình cũng buồn, nói chung bản thân em thì cũng rất là buồn. Tuy nhiên thì chúng ta không thể thay đổi được, bởi vì cái thị trường Việt Nam mình nó quá nhỏ bé và không có cái gì để mà níu kéo được các bạn, em nghĩ là vậy. Mặc dù là hội rồi các hội nhóm trên Facebook cũng đã nói rất nhiều rồi, nhưng mà không thể thay đổi được cái gì. Cũng có thể là LG cũng đếch thèm nghe người dùng. Thế đây, đây là cái con V30 các bạn. Thì cái con LG V30 này ấy, phải nói là nó là cái con mà đã gần như là vực dậy cái mảng LG về di động ấy. Tại vì từ những con như V10, V20 ấy, G5, G6 vẫn dính lỗi đốt tử rồi bóng mờ, nhưng mà từ khi mà con V30 này xuất hiện ấy, tuy là nó cũng không có gì độc lạ hay là nó ghê gớm lắm, nhưng mà thực sự là nó đã thay đổi từ cái công nghệ màn hình này, PLED rồi đột tử nữa, nó đã không còn nữa, và đã rất nhiều anh em ấn tượng với con này, đặc biệt là em. Cái thời mà nó mới ra mắt ấy, nó giá rất là cao luôn ấy. Thời về Việt Nam nhớ nó tầm 17 18 triệu, xong rồi bắt đầu nó giảm dần xuống còn khoảng 12 13 triệu cái đợt Tết, cái năm năm bao nhiêu em không nhớ rõ, nhưng mà cách đây khoảng 2-3 năm ấy, thì là em đã đợt Tết đấy em đã đi em truy lùng con này. Lúc đấy giá đang tầm khoảng 13 14 triệu luôn ấy, nhưng mà không có để mua các bạn. Tết năm đó em đi tìm con này, lúc đó Tết có tiền thưởng mà thì đã mua con này, đi tìm mua con này, nhưng mà Tết mà đó không mua được con này. Mãi sau ra Tết thì mới có một bác ở trong nhóm mình bán và đã phải lặn lội từ Hưng Yên phi lên Hà Nội để mua con này. Thực sự là không, hồi đó rất là kết con này luôn ấy. Đi xem mấy con luôn, là hồi đó mấy con bị thay màn hình rồi bị hỏng này hỏng kia vẫn đi xem, nhưng mà không không mua được, tại vì nó hỏng quá không mua được. Nhưng mà mãi về sau em cũng mua được một con V30 bản hàng đó. Thời đó mua được con đấy là tầm 11 hay tầm 11 triệu tầm đấy đó, và có cả sạc cam nữa. Thì hôm đó cái con đấy là như là cái nguồn gốc là của bác Đạt Mobile ấy, Đạt Đỗ đó. Đó thì thời đó ấy là Đạt cũng là cái người mà phân phối cái con LG này khá là lớn. Thời đó cả các bác Cường Kim Giang nữa, và sau này thì có Pantech Mobile chỗ bác Dũng Sky ấy. Thì hôm nay mới có một cái con LG V30 lấy ở chỗ bác Dũng đây. Thì như em được biết thông tin ấy, thì là cái con V30 ấy, là cái con mà dạo gần đây ấy, nó xuất hiện rất là nhiều, cũng có thể là các bác ấy gom được nhiều hàng. Thì các bác sẽ biết là cái con LG V30 này nó sản xuất khá là lâu rồi. Đây như cái con này này, đây bác có thể này, nó mãi năm 2018 đó. Vậy hôm nay 21 rồi, 3 năm rồi đó. Thì liệu nó có còn ngon hay không đó. Như em thấy ở cái bề ngoài này, con này rất là mới luôn, rất là mới luôn nha các bác, gần như là chưa xước một tí gì luôn, chưa xước một tí gì luôn. Đấy, các bác có thể thấy. Thì cái chức năng của cái con này thì khỏi phải nói cho các bác biết rồi, thì các bác đã quá rành về cái con này rồi. Thì hôm nay em sẽ thử hành hạ nó một tí xem thế nào. Đó, con này là chưa, gần như chưa xước, gần như mới luôn các bạn, gọi là chín gần như 100% đấy. Thì trước tiên ấy, em sẽ test về cái áp suất của nó xem nó còn này không, tại vì chả biết đâu được. Đấy, đây các bác để ý nhá, cái con mà còn áp suất ấy nó sẽ nhảy như thế nào. Đấy, ví dụ đây là 1015.28 đó, thì cái con này nó sẽ nhảy như thế nào nhá. Ấn vào cái phần 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 màu đỏ này này, bóp bóp như này nhá, chứ không phải là để trong bàn như này, mà chứ không phải như mấy ông để trong bàn mà ấn như này đâu nhá. Cầm lên dùng hai ngón như này,
bóp vào phần này, bóp như này. Ok chứ? Đó, em thấy rất nhiều bác không biết cách test áp suất. Đó, đây, em bóp nhé. Các bác để cái xung số này. Đó, nó nhảy không? Thấy không? Đó, nhảy xong rồi nó lại quay trở lại. Bóp này. Đó, nó lại quay trở lại thôi. Đó, thì như con này em thấy nó còn nhảy. Có nghĩa là còn áp suất. Tại vì LG nhà mình đến thời điểm hiện tại bây giờ, các bác đừng tin vào cái áp suất nhiều quá nhé. Tại vì đã có gioăng xịn để chống nước rồi và còn áp suất rồi, cho nên các bác đừng có tin vào cái áp suất nữa. Đó, mặc dù cái thông tin này em đã đính chính cho các bác rất nhiều lần trên hội rồi, nhưng mà nhiều bác vẫn lấy cái áp suất ra để mà làm cái thước đo để mà đánh giá con máy nó còn zin hay không. Đó, đừng tin áp suất nữa nhé các bác. Con nhảy là con ok rồi, và thậm chí nó không còn nhảy cũng 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 không thể đánh giá nó là cái con lởm hoặc là nó bị mất zin rồi các bạn. Sau một thời gian sử dụng nó sẽ bị keo, nó có thể nó bị kém đi, nó sẽ mất áp suất thôi. Đó, thì con này như em test vừa rồi là còn áp suất. Đó, và hôm nay là ngày thứ hai, mùng 5 tháng 4. Bây giờ là gần 8 giờ rồi. Em sẽ thử test nó với nước. Tại vì đây là cái bài test mà đến thời điểm này nếu như mà bác mua trên thị trường thì chắc chắn nhiều người sẽ không cho các bác test đâu. Đó, và sẽ không che bất kỳ một cái cổng nào nhé. Loa này, lỗ sạc, mic, rồi camera, khay sim, jack 3.5, tăng giảm âm lượng, không che một tí gì nhé. Em sẽ chuẩn bị một cái chậu nước đây. Chậu ấy khá nặng các bạn. Rồi. Ô, đổ đổ đổ. Chưa rồi, để em đổ đổ bớt đi đã, không thì nó nhiều nước quá. Rồi. Đây là cái chậu nước của em. Hy vọng nó không bị đổ. Rồi. Ôi, nước nó đỏ vào bàn phím các bạn. Nguy hiểm quá. Đây, em cho nó ra một tí nhá. Đó. Thì đây. À, các bác có thể thấy cái chậu nước của em. Và bây giờ là gần 8 giờ, 7 giờ 45 phút. Thả nước ra xem thế nào nhé. Đến thời điểm này V30 còn thả được nước thì là kinh khủng rồi. Đó. Vẫn là con V30 thôi. Không chết. Hiện tại thì nó chưa chết. Rồi. Đó. Không biết nó có chết hay không. Đấy. Ôi, nó có bong bóng gì này các bác. Chết mẹ rồi, có nước rồi. Vào nước thôi, nói thế thôi, nó không còn nước đâu, nó không bóng kiểu gì thôi, không vấn đề gì. Đó, ok chưa các bác? Ngâm nó một lúc xem thế nào. Thực ra thì các bác thấy rồi đấy, nó vào thì nó đã vào rồi, còn có ngâm tí nữa thì nó cũng thế thôi. Nhưng mà giờ em sẽ làm nó khó hơn một tí, cho ca này nó khó hơn một tí, cho vào tủ lạnh các bạn. À, thực ra thì không biết là cái tủ lạnh của em nó có vừa hay không. Em sẽ bỏ ra để em mở cái tủ lạnh ra. Ôi trời ơi, không xong rồi các bạn, cái tủ lạnh của em nó không vừa rồi, tủ lạnh của em hơi bé. Để em thử xem nhé, em thử xem đã nó vừa không nữa nhé. Tủ lạnh của em nó bé quá, tủ lạnh mini mà. À, vừa các bạn, vừa, để em sẽ quay lại cho các bạn xem. Trời ơi. Đấy, đó, để chút xíu nha. Nó sẽ hơi bị lắc lư tí. Đây. Bác thấy không? Đây là cái tủ lạnh mini của em thôi. Nó khá là bé, cho nên em không biết là nó có vừa hay không, nhưng mà bây giờ em có thử rồi. Nó sẽ vừa. Cố gắng nhét nhét nó sẽ vừa thôi. Thì đây. Đây là cái con đem bớt đổ bớt nước đi nha các bác. Tại vì bằng này nước thì nó sẽ rất là lâu đông đá được. Đổ đi đã. Tầm này thôi. Đây này các bác. Em sẽ để còn tầm này nước thôi. Đó. Và đây. Thực sự là cái ngăn đá của em nó hơi bé các bạn. Nó phải nhét cố gắng mới vào. Đó. Đó các bác thấy không? À quên, cho các bác xem bây giờ là mấy giờ. Sợ là các bác sẽ không biết được bây giờ là mấy giờ. Đây nha các bác. Cái con cho gần gần lại tí. Đây, con V30 của em đây. Bây giờ là 7 giờ 47 phút.
ngày mùng 5 tháng 4 đấy, pin nó còn 70%, 73% nhé. Rồi ngâm vào đây và cho nó vào tủ lạnh. Các bạn nhớ cái thông tin này nhé. Rồi may quá nó vẫn vào được các bạn. Đóng được cái này rồi. Rồi em sẽ tăng hết cái công suất của nó lên. Cái con này thì nó hơi bị yếu các bạn, nó không như cái tủ lạnh bình thường các bạn hay dùng. Đó. Thì đó. Em sẽ để ở trong này. Đến khi nào nó đóng đá nhá. Em nghĩ là phải đến tầm chiều mai em mới lấy ra được. Đó. Ok các bác. Tại vì cái tủ này của em nó hơi yếu ấy. Rồi. Hẹn các bác đến chiều mai nhé. Ok. Ok các bác. Thì bây giờ là em có thể thấy này. Bây giờ nó gần 7 rưỡi ngày mùng 6 tháng 4 rồi. Hôm qua hình như em để vào tủ lạnh cũng tầm giờ này thì phải. Em nhớ không nhầm là như vậy. Thì bây giờ khoảng gần sau gần 24 giờ rồi. Thì em nghĩ là chắc chắn nó sẽ đông đá rồi. Thì em sẽ thử xem nó đông đá chưa và nó còn sống hay chưa. Nó còn sống hay chết các bạn. Vẫn còn sáng các bạn. Tưởng là chết rồi nhưng mà vẫn còn sáng này. Đây, đá thì đông hết rồi. Rồi. Đá này các bác thấy không? Đá thì nó đã đông cứng rồi. Bây giờ mà rã cái số đá này ra thì chắc cũng lâu lắm, cho nên em phải cho vào nước em ngâm tiếp. Đóng cái này vào đã. Đấy, các bác thấy không? Vẫn còn sống nhé. Bây giờ em sẽ cho vào nước để em đông đá nó. À quên, để rã đông nó chứ. Rồi. Cho vào cái, sẽ phải cho vào cái chậu các bạn. Đây. Cho các bác thấy. Rồi. Cho vào rồi. Rã đông rồi các bạn. Không biết bao giờ nó mới tan ra cơ. Thôi. Chắc chắn phải để đây ngâm thôi. Và sẽ bị đây. Phải làm cái này các bạn. Phải để nước đây để cho nó chảy. Nó chảy thì mới nó mới nhanh nhanh rã đông được. Chứ không thì không biết bao giờ nó mới đã đông được các bạn. Để cho nó chảy thôi. Rồi, tí nữa tiếp tục nhé các bạn. Đó các bạn. Vẫn chưa được các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? Hay chưa? Đá đấy nhá. Vẫn chưa ra đá đấy hết các bạn. Phải một tí nữa. Còn lạnh quá. Trên chỗ này. Chưa được nguy hiểm quá các bạn. Còn V30 mà đến thời điểm này các bác chắc gì đã dám xuống nước nữa. Ô các bác. Rồi. Đợi chết rồi các bạn. Hello. Rồi đây các bác, em nghĩ như nó tan hết rồi đấy. Tan hết đá rồi các bạn. Ôi cái tem phía trên này này, cái tem phía trên này thì còn còn ngon, nhưng mà cái tem phía dưới này này nó bị nhúng nước ấy, nó bị tan rồi các bạn. Bóc có thể bóc luôn nó ra cho đỡ bẩn, tại vì nó rất là bẩn. Đây, cái tem này hỏng rồi này. Cái tem này chỉ là tem phụ thôi nha các bác. Tem trên này mới là tem chính. Đó. Kiểu cái tem này vẫn bóc không sạch các bạn. Đấy, xong rồi, cũng khá sạch rồi. Thế này các bác, tại vì khi mà đông đá ấy, thì cái phần đây này, cái phần lỗ sạc này này, lỗ sạc là một này, đấy lỗ sạc này, lỗ loa này, đây và cả cái lỗ 3.5 nữa, nó đã bị còn đá các bạn,
Thế cho nên em phải xả cho nó tí nữa cho nó hết đá những cái chỗ đấy đi. Đó. Lỗ sạc này đấy, nó vẫn còn đông đá một tí các bạn, vào trong nó chưa tan được hết đá ra, đó rất là nguy hiểm đấy, cho nên phải xả nước vào những chỗ đấy để hy vọng là một lúc nữa thì nó sẽ tan hết một tí đá ra mới được. Đó, mấy cái lỗ này rất là nguy hiểm. Được rồi, ok, em sẽ mang ra ngoài kia nhé, em nghĩ là một lúc nữa thì nó cũng tan hết thôi. Rồi em sẽ mang ra ngoài kia. Rồi ok các bác, thì đây vẫn là con LG V30 đấy nhé. Không, các bác lại bảo là con khác thì nhục lắm. Đây này, thì trong cái lỗ ở trong này này nó vẫn còn rất là nhiều nước, cả cái lỗ loa nữa, cả cái lỗ 3.5 nữa đây này, nó còn bong bóng nước luôn, lỗ mic này. Thì tạm thời phải lấy cái rẻ nào đó để mình lau sạch cái nước ngoài đã. Ốm được các bạn. Rồi, lau bớt cái nước đi. Đó. Rồi, và những cái chỗ này ấy. Đấy, tại vì sau khi mà các bác test nước ở những cái cửa hàng ấy thì người ta thường lấy băng dính, người ta dán cái này lại hoặc dán những cái lỗ lại, dán camera lại, dán tất cả những cái lỗ lại. Tại vì khi các bác mà không dán ấy, nó sẽ vào nước như này này. Đó, và các bác sẽ có thể là không lấy ra được. Thì đây, em có một cái thiết bị. Đó, thì em sẽ có thể là lấy nó ra nhanh, lấy cái phần nước này ra nhanh hơn thì các bác xịt vào thôi. Đó. Đấy, em xịt vào thì nước nó sẽ bắn ra ngoài hết, đấy các bác có thể thấy. Đó. Đó, ui giời, nước bắn tung tóe các bạn. Đây gọi là nước văng tung tóe. Đấy. Cái phần lỗ 3.5 này. Đó, nó cũng ra hết rồi các bạn. Rồi, mic. Đó. Tạm thời thì cũng hết nước rồi. Đó, em sẽ test lại cho các bác biết là con này nó vẫn còn hoạt động được. Đó. Đây các bác. Đó. Con V30 của em đây. Nó vẫn còn hoạt động rất là tốt, không vấn đề gì các bạn. Đó. Các bác nào mà muốn mua cái con này ấy, tuy là đã test nước rồi nhưng mà em thấy nó rất là ngon, sự là thấy đến thời điểm này mà con V30 nó còn làm được điều này thì quá là kinh khủng rồi. Rồi ok các bác, thì bác nào muốn mua cái con V30 này thì có thể liên lạc với em nhé, hoặc liên lạc với bác Dũng Sky cũng được, tại vì cái con này là em mua, em mượn ở chỗ các bác Dũng này. Đầu tiên thì em cũng chỉ định là test nước thôi, nhưng mà bác cái bảo chứ chấp chấp cả cho đông đá luôn, nên là em cho đông đá luôn, đằng nào cái bọn LG nó đang sắp tèo đến nơi rồi. À quên, qua tèo rồi mà, hôm nay mùng 6 rồi, hôm qua chính thức tèo rồi, thì định cho nó đông đá cho nó ngỏm luôn, nhưng mà nó vẫn chưa chịu ngỏm các bạn đấy. Cho là nếu mà LG nhà mình ấy, mà không ngỏm ấy thì rất là ngon, nhưng mà tiếc là LG mình ngỏm rồi. Rồi ok, như thế là các bác biết là cái con LG này rất là ngon. Đấy ok, nhắc thêm cho các bác lại, như em cũng có nói rồi, nhưng mà nếu như các bác nào mà muốn test nước tất cả những con điện thoại của LG hoặc là những con điện thoại khác cũng thế thôi, thì em nghĩ là không nên. Tại vì khi các bác test rồi, các bác không có những cái thiết bị để các bác thổi hết được cái nước ở trong những cái lỗ ra ấy. Thì sau này, nhất là cái lỗ sạc này, sau này ấy, thường thường LG nó hay bị kiểu là lỗi ẩm chân sạc ấy. Đấy thì rất hay bị nhé. Cho nên là bác nào mà can đảm test nước thì các bác phải có cái tự phải hiểu được là sau này có thể nó bị cái lỗi ẩm chân sạc nhé, chứ không lại bảo là sau này bị thì sau này các ông cứ đổi cho cái máy đánh lởm hoặc là gì đấy thì không đúng đâu nhé, hoặc là cửa hàng làm ăn không không đúng, nó không đúng nhé. Tại vì rất nhiều anh em bị rồi, là khi mà test nước xong ấy, lúc đầu thì nó cũng không sao đâu, nhưng mà đến một thời điểm lâu dài sau này, hoặc là cũng có thể nhanh, nó sẽ bị, có thể thôi nhé, chứ không phải là con nào cũng bị nhé.
là nó có thể bị cái lỗi ẩm chân sạc đó. Thì em cũng thấy một vài trường hợp bị rồi đấy, cho nên các bác khi mà muốn test nước thì phải cân nhắc cho kỹ nhé. Rồi, ok, chào các bác.